Kính thưa các quý thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Hôm nay tôi xin phép được trình bày một cái chủ đề, đấy là cập nhật dữ liệu đời thực trong điều trị xơ phổi vô căn. Và xơ phổi thì trong thời gian gần đây các bác sĩ lâm sàng chúng ta bắt đầu quan tâm đến cái bệnh lý này. Và khi mà chúng ta quan tâm thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các bệnh nhân của chúng ta không được chẩn đoán và không được điều trị. Và cũng hy vọng rằng là với những cái bài báo cáo của các hội nghị chuyên ngành thì các bác sĩ chúng ta sẽ quan tâm hơn đến những cái nhóm bệnh mà gây những cái tổn thương phổi, đặc biệt nữa là những cái chất lượng cuộc sống cũng như là đời sống của bệnh nhân ngắn hơn. Và bài trình bày của em hôm nay đấy là về cập nhật dữ liệu đời thực trong điều trị xơ phổi vô căn. Về nội dung trình bày thì gồm có hai nội dung chính, một là tổng quan về chẩn đoán và điều trị của xơ phổi vô căn. Phần thứ hai đấy là qua các nghiên cứu đời thực thì cái kết quả của thuốc kháng xơ là cái thuốc mà được khuyến cáo là điều trị trong nhóm xơ phổi vô căn về cải thiện cái chức năng phổi, cải thiện triệu chứng, cải thiện khả năng kháng sức, cải thiện thời gian sống thêm cũng như bệnh nhân nặng chờ ghép phổi và các dữ liệu an toàn của thuốc kháng xơ. Về phần đầu tiên đấy là tổng quan chẩn đoán và điều trị của xơ phổi vô căn. Thì như quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp cũng biết, xơ phổi vô căn thì đây là một cái bệnh lý nó tiến triển không hồi phục và đặc biệt nữa là cái gây cái tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt là đối với cả những cái nhóm bệnh nhân mà được chẩn đoán muộn và không có những cái điều trị thích hợp, không điều trị kịp thời. Vì cái hậu quả của nó đấy là cái bệnh tiến triển với những cái kiểu hình lâm sàng mà nó rất là đa dạng, khó dự đoán, suy giảm nhanh chóng chức năng phổi và đặc biệt nữa là cái sự sụt giảm chức năng phổi này thì nó không hồi phục ở trên cái nhóm bệnh nhân xơ phổi. Và với cái việc mà suy giảm chức năng phổi thì cái triệu chứng lâm sàng thì rất là nặng dần, suy giảm cái khả năng vận động cũng như là chất lượng cuộc sống và thời gian trung bình theo các nghiên cứu của xơ phổi vô căn sau khi chẩn đoán thì khoảng 3 đến 4 năm thôi. Và với một cái thời gian sống ngắn như vậy và có rất nhiều những cái trường hợp bệnh nhân trên lâm sàng là trước chả có bệnh gì cả, đã đợt này vào thì với cái triệu chứng của hô hấp có thể là bị lẫn lộn với các bệnh khác thôi và đến thì cái tổn thương phổi cũng đã rất nặng nề rồi. Và một trong những cái nguyên nhân mà phổ biến nhất dẫn đến tử vong đấy là bệnh nhân có những cái đợt phát cấp tính của bệnh hoặc là những cái bệnh lý đồng mắc. Và các dữ liệu nghiên cứu thì cũng xác nhận rằng với xơ phổi vô căn là một cái bệnh tiến triển với cái diện lâm sàng nó rất là thay đổi và cái sự tiến triển của bệnh đến tử vong có thể là nhanh chóng, trung bình, chậm hoặc là nó xen kẽ những cái giai đoạn ổn định rồi những cái giai đoạn mà nó suy giảm rất là cấp tính. Và một cái nghiên cứu được công bố năm 2018, nghiên cứu ở Cộng hòa Séc, nghiên cứu trên 514 cái bệnh nhân mà bị xơ phổi vô căn thì chúng ta cũng thấy là với cái hình biểu thổ đồ thị ấy, thì chúng ta thấy rằng là có những cái nhóm bệnh nhân mà đang diễn biến thì ổn định với cái triệu chứng cũng như là cái chức năng thông khí DNCO, FEVC, nhưng mà có nhóm thì tiến triển chậm, có nhóm tiến triển rất nhanh và có những cái nhóm thì xuất hiện các đợt cấp. Thì đây là các nghiên cứu cho thấy những cái bệnh tiến triển diễn biến lâm sàng mà hết sức là thay đổi. Và với cái suy giảm của chức năng phổi thì không chỉ xuất hiện ở những cái giai đoạn mà xơ phổi vô căn nó tiến triển đâu, mà nó diễn biến âm thầm. Bên tay trái thì với một cái biểu đồ là kết quả nghiên cứu InBuild, là một cái nghiên cứu mà đa trung tâm với cái số lượng bệnh nhân rất lớn. Ta nghiên cứu thì thấy rằng là cái sụt giảm của FVC thì nó không phụ thuộc vào cái mức độ FVC ban đầu, tức là nó cứ sụt giảm dần và như vậy thì nó là một cái bằng chứng là gì? Bệnh nó sẽ càng ngày càng tiến triển. Một cái nghiên cứu được cái bên tay trái thì đấy là một cái nghiên cứu phân tích dưới nhóm của InBuild thì chúng ta cũng thấy rằng là đối với cả những cái bệnh, đây là cái phân tích ở cái nhóm chứng trên khoảng gần hơn 400 bệnh nhân, chúng ta thấy rằng là với cái mức độ ban đầu FVC mức độ giảm dưới 90% hoặc là trên 90% giá trị dự đoán thì cái mức độ suy sụt giảm thì nó cũng tương tự nhau. Và trên thực tế lâm sàng thì với những cái đặc điểm diễn biến lâm sàng và đặc biệt nữa là nó là chồng lớp của có thể là hậu quả cũng như là nó là để chẩn đoán với rất nhiều bệnh, cho nên là cái mô hình hội chẩn liên chuyên khoa thì giúp cho cái việc chẩn đoán sớm, chẩn đoán chính xác với cái xơ phổi vô căn. Và đây là một cái cơ hội để bệnh nhân có thể tiếp cận được cái chẩn đoán sớm cũng như là phù hợp. Vì là nếu mà bệnh nhân mà được chẩn đoán sớm và chính xác thì
sẽ đưa ra cái điều trị phù hợp và bảo tồn được cái chức năng phổi, và từ bảo tồn chức năng phổi thì giúp cho bệnh nhân có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn và thời gian sống lâu hơn. Thì với cái mô hình hội chẩn đa chuyên khoa này thì chúng ta cũng thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta thì cũng các bệnh viện trung ương thì cũng đã bắt đầu triển khai các hội đồng đa chuyên khoa, và bệnh viện Bạch Mai thì với sự giúp đỡ của thầy Châu, của cô Hạnh, của Hà Nội thì cũng thường kỳ là hàng tuần tổ chức cái hội chẩn đa chuyên khoa. Và đến hiện tại thì cũng có khoảng 250 bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ đã được chẩn đoán, và trong đấy thì cũng có một số liệu những cái bệnh nhân mà có sơ phổi vô căn được chẩn đoán sớm. Và trên thực tế thì trước đây có những cái bệnh nhân mà chắc chắn là chúng ta sẽ bỏ sót vì những cái triệu chứng lâm sàng nó rất là nó không điển hình, nó không đặc hiệu. Nhưng nếu mà bệnh nhân không được tầm soát, không được chụp X-quang ở bước đầu hoặc là chụp CT thì chắc chắn là sẽ không được chẩn đoán và điều trị thích hợp. Và trên thực tế thì chúng tôi thấy là có những cái bệnh nhân là rất tình cờ, tự nhiên đến kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân sau khi bị chồng đánh thì đến chụp phổi, sau đấy thì nhìn thấy lờ mờ, chụp CT thì thấy là có tổn thương. Thì cái này là cái mà rất là khó trong cái việc mà đánh giá về lâm sàng, cũng như là mình có những cái chỉ định cận lâm sàng phù hợp giúp cho bệnh nhân được chẩn đoán sớm. Và cái hội đồng đa chuyên khoa thì qua các nghiên cứu trên thế giới cũng như là trên thực tế thì chúng tôi thấy là vô cùng cần thiết, vì cái diễn biến lâm sàng nó rất là phức tạp và cần phải có cái trí tuệ tập thể của các bác sĩ chuyên khoa về kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức để chúng ta có những cái chẩn đoán. Và với cái việc mà chẩn đoán tiếp cận thì những cái hướng dẫn của quốc tế và gần đây thì hướng dẫn của Hội hợp Việt Nam, chúng ta cũng thấy rằng là cái liệu pháp kháng sơ thì đây là một cái tiêu chuẩn trong điều trị sơ phổi vô căn. Và trên slide thì chúng ta cũng thấy rằng là cái diễn biến theo thời gian, cái phác đồ thay đổi của sơ phổi vô căn theo thời gian, lúc đầu thì tiếp cận những cái phác đồ như là dùng acetin cysteine rồi azathioprine prednisolone, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì update với cái hướng dẫn thì liệu pháp kháng sơ là cái điều trị tiêu chuẩn trong sơ phổi vô căn. Và một cái thông điệp đưa ra đấy là gì, điều trị càng sớm càng tốt. Và đây thì chúng ta cũng thấy rằng là với các hướng dẫn của các hội chuyên ngành ở trên thế giới thì cũng đều đưa ra cái khuyến cáo là bắt đầu khởi trị với thuốc kháng sơ ngay sau khi chẩn đoán sơ phổi vô căn được xác định. Và với việc khởi đầu điều trị sớm sẽ giúp cho cái bệnh nhân mà bảo tồn chức năng phổi. Thì với cái đặc điểm của bệnh đấy là gì, cái sự phá hủy chức năng phổi ở bệnh nhân sơ phổi vô căn thì nó không thể hồi phục được. Và các nghiên cứu cũng thấy rằng là điều trị càng sớm thì bảo tồn càng tốt. Đây là một kết quả của nghiên cứu InBio, một cái nghiên cứu mà đa trung tâm như phần trên tôi đã chia sẻ. Thì chúng ta thấy rằng là đối với cái nhóm mà bệnh nhân được điều trị ngay từ đầu thì cái chức năng phổi được bảo tồn gần như hoàn toàn theo thời gian của nghiên cứu đấy là 52 tuần. Thế còn đối với cả cái nhóm mà điều trị sau 12 tuần thì một phần chức năng phổi nó sẽ bị mất đi ở trong cái giai đoạn mà không được điều trị trước, nhưng mà nó cũng duy trì được sau khi bắt đầu điều trị. Còn đối với cả cái nhóm giả dược thì thấy rằng là chức năng phổi nó suy giảm nhiều. Tôi xin đi chuyển sang phần thứ hai, đấy là qua các nghiên cứu đời thực thì cái kết quả của cái thuốc kháng sơ trong điều trị sơ phổi vô căn như thế nào. Thì chúng ta cũng biết rồi, cái nghiên cứu đời thực, đây là những cái dữ liệu mà chúng ta lấy được từ rất nhiều nguồn, từ những cái bệnh án ở trong bệnh viện, những cái số liệu của bệnh án điện tử, rồi thì những cái nghiên cứu, những nghiên cứu khảo sát, những cái số liệu của xét nghiệm, số liệu của nhà thuốc, hoặc là những cái thông tin từ những cái dữ liệu thuốc của quốc gia. Thì với cái việc mà đánh giá cái dữ liệu đầu thực thì nó sẽ giúp cho bổ sung những cái nghiên cứu mà thử nghiệm lâm sàng. Thì trên slide chúng ta thấy rằng là với nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thì với chẩn đoán thì chúng ta cần đưa vào những cái bệnh nhân mà có những cái chẩn đoán mà nó rất là chặt chẽ. Và thứ hai nữa là những cái nhóm đối tượng để nó tránh những yếu tố nhiễu để đưa ra những hiệu quả về tính an toàn cũng như là cái hiệu quả cũng như tính an toàn. Cho nên là cái mức độ nặng của bệnh, tức là cái tiêu chuẩn chọn bệnh nhân thì người ta thường là người ta loại những cái trường hợp bệnh nhân nặng, rồi những cái bệnh nhân mà có nhiều bệnh đồng mắc vì người ta sợ là sẽ bị lẫn lộn vào trong cái việc mà đánh giá cái kết quả. Rồi thì những cái việc mà theo dõi thì nó chỉ có hạn định thôi, vì thời gian thì vài tháng hoặc là cùng nắm thì 1 hoặc 2, 3 năm chứ không thể kéo dài được. Và rồi cũng như vậy với những cái kết quả của nghiên cứu là nó cũng chỉ đưa ra một những cái tiêu chí, mặc dù là nó chặt chẽ nhưng mà nó cũng đóng khuôn chứ nó không được đầy đủ đối với bệnh nhân.
rồi cái thời gian theo dõi cũng như là những cái số liệu thì cũng có sự khác biệt. Còn đối với cả những cái nghiên cứu đời thực thì chúng ta thấy rằng là cái tiêu chuẩn chẩn đoán đấy là phải dựa vào lâm sàng. Đấy, thì cái quần thể những cái bệnh nhân mà đối tượng nghiên cứu thì nó rất rộng. Rất rộng ở đây là tất cả những cái đối tượng bệnh nhân mà có các mức độ mắc khác nhau, rồi thì các bệnh lý đồng mắc, đặc biệt nữa theo dõi rất là dài. Và với cái việc mà chúng ta có nghiên cứu đời thực như vậy cùng với cả những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thì đấy là những cái bằng chứng để củng cố thêm trong cái việc mà chúng ta có những cái thông tin để giúp cho cái việc thực hành trên lâm sàng. Thì trên slide này thì thấy rằng là những cái nghiên cứu về đời thực thì sẽ bổ sung các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Những cái nghiên cứu về thử nghiệm lâm sàng thì nó đóng vai trò là phát triển và cấp bằng chứng về an toàn cũng như là hiệu quả của thuốc. Còn dữ liệu đời thực thì cung cấp những cái thông tin từ những cái cho thấy sự an toàn hiệu quả. Và đặc biệt nữa là những cái dữ liệu có nguồn lực y tế trong thực hành thường quy, và nó sẽ cung cấp những bằng chứng để quyết định cho các cơ quan quản lý cũng như là nó giúp cho các bác sĩ thực hiện trên lâm sàng cũng như là những cái chi trả của bảo hiểm y tế. Thì cái này là cái mà vai trò của cái nghiên cứu về đời thực. Đi xin chuyển sang cái nội dung thứ hai, đấy là điểm về những cái nghiên cứu đời thực về cái hiệu quả của thuốc kháng sơ với bệnh nhân sơ phổi vô căn. Thì một là về kết quả của cái thuốc kháng sơ với chức năng phổi. Điểm qua các nghiên cứu thì chúng thấy rằng là với những cái, đây là một cái nghiên cứu ở Hy Lạp được tác giả công bố vào năm 2020. Nghiên cứu này tiến hành trong vòng 5 năm và tiến hành ở 7 cái trung tâm phổi. Và chúng ta cũng thấy rằng là theo dõi trong vòng 3 năm thì thấy rằng là khi mà bệnh nhân được điều trị các kháng sơ trong vòng thời gian dài thì thấy rằng là cái chức năng hô hấp biểu hiện bằng cái chỉ số FVC cũng như DNCO thì nó ổn định ở những cái bệnh nhân mà điều trị bằng thuốc kháng sơ với nintedanib. Trên slide thì thấy rằng là một cái nghiên cứu của các tác giả Brunemer, một nghiên cứu tại Đức ở tại 9 trung tâm bệnh phổi, thì ở đây là có 60 bệnh nhân được điều trị nintedanib, và với cái việc là cái mức độ FVC có thể là nó dao động, nó giảm. Tuy nhiên thì kết quả cũng cho thấy rằng là khoảng 50% những cái bệnh nhân sơ phổi thì có chức năng phổi ổn định trong cái thời gian theo dõi khi điều trị bằng thuốc kháng sơ. Nghiên cứu Fibronet, một cái nghiên cứu ở trên 209 bệnh nhân được chẩn đoán sơ phổi ở 20 trung tâm phổi ở Ý, một cái nghiên cứu cắt ngang mà với cái số lượng nghiên cứu cũng tương đối lớn. Và với cái nghiên cứu này thì chúng cũng thấy rằng là cái chức năng thay đổi của chức năng phổi thì nó được ổn định ở cái nhóm mà được nhận điều trị. Và kết quả người ta cũng thấy rằng là gần một nửa những cái bệnh nhân ở trong nhóm nghiên cứu thì không có cái sự suy giảm của FVC trong vòng 12 tháng. Tiếp đến là điểm những cái nghiên cứu đời thực về kết quả của thuốc kháng sơ cải thiện cái triệu chứng trên lâm sàng, ho, khó thở và khả năng kháng sức. Thì nghiên cứu của Pona và Cộng sự, đây là một cái nghiên cứu tiến hành trong vòng 12 tháng, theo dõi ở trên 56 bệnh nhân. Thì 56 bệnh nhân được sơ phổi vô căn được đánh giá trước khi điều trị nintedanib thì cái triệu chứng khó thở là 83,9% những bệnh nhân có khó thở nặng và kèm theo cái triệu chứng là ho. Sau 6 tháng điều trị cái thuốc kháng sơ thì chỉ còn 38 bệnh nhân là còn tiếp tục điều trị, thì thấy rằng là có 22 trên tổng số 38 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 57,9% là bệnh nhân có cái khó thở nặng thêm và còn triệu chứng ho. Thì đây là cái nghiên cứu đời thực mà chúng ta thấy rằng là có cải thiện về các triệu chứng lâm sàng. Một cái nghiên cứu hồi cứu trên 25 bệnh nhân sơ phổi tại Nhật Bản thì cũng điều trị với thuốc kháng sơ, thì đánh giá thì thấy rằng là nó cải thiện cả về FVC cũng như là cải thiện cái triệu chứng MMIC và CAT. Thì kết quả của nghiên cứu mặc dù N thấp nhưng mà cũng được đăng tải trên tạp chí uy tín với cái thiết kế nghiên cứu về chặt chẽ. Tìm hiểu về cái điều trị cái thuốc kháng sơ giúp cải thiện cái khả năng kháng sức của bệnh nhân qua cái test bụi đi bộ 6 phút ở bệnh nhân IPF. Ở trên 55 bệnh nhân điều trị nintedanib và 52 bệnh nhân không điều trị thì cũng thấy rằng là có cái sự khác biệt, tức là cải thiện về có cái sự khác biệt về cái khả năng kháng sức của bệnh nhân là 18 mét. Tiếp đến là điểm về những cái nghiên cứu về kết quả của thuốc chống sơ trong cái hiệu quả điều trị kéo dài. Thì theo tác giả Kato và cộng sự công bố
năm 2021 thì một cái nghiên cứu đời thực tại Nhật Bản ở cái nhóm mà bệnh nhân điều trị thuốc kháng sơ trên 1 năm thì có mức độ giảm của FVC thấp hơn, và đặc biệt nữa là cái tỷ lệ sống nó cao hơn so với nhóm điều trị thuốc kháng sơ dưới 1 năm. Và ở đây nó có một cái bằng chứng là củng cố thêm những cái hiệu quả điều trị lâu dài với cái thuốc kháng sơ. Và khi đọc kỹ lại cái nghiên cứu này thì cũng thấy rằng là cái nhóm mà không được điều trị dưới 1 năm, đấy là những cái nhóm mà khi mà điều trị thì người ta không theo được điều trị, cũng như là người ta xuất hiện những cái đợt cấp, thì người ta cũng đưa ra một cái kết quả nghiên cứu cũng thấy rằng là cái điều trị hiệu quả thuốc kháng sơ thì sẽ giúp cho cải thiện về chức năng hô hấp cũng như là tỷ lệ sống còn. Về tuân thủ, một cái nghiên cứu cũng đưa ra đến thì thấy rằng là đây là một phân cái hồi cứu lớn ở một trung tâm thôi, trên 447 bệnh nhân sơ phổi và bắt đầu điều trị thuốc kháng sơ từ năm 2017 đến 2019. Đây là một cái nghiên cứu mà tiến cứu với cái thời gian rất dài. Và cái kết luận đưa ra đấy gì? Tuân thủ điều trị được cải thiện theo thời gian. Thì đây là, bên cạnh thì đây là một cái số liệu mà chúng ta thấy rằng là cái số lượng bệnh nhân mà người ta tuân thủ cái thuốc chống thơ 6 tháng, 3 tháng hoặc hơn, 6 tuần, 3 tháng hoặc là trên 6 tháng, và nó tỷ lệ nó tăng theo các năm. Tức là với cái việc mà bệnh nhân người ta chấp nhận điều trị cũng như là dung nạp được với thuốc. Và cùng với cái việc mà tăng tuân thủ điều trị cũng như là cái hiệu quả điều trị kéo dài thì cũng chứng tỏ rằng là nó sẽ giúp cho bệnh nhân trong cái điều trị hiệu quả của thuốc kháng sơ. Hiệu quả điều trị lâu dài với thuốc kháng sơ, trên slide thì đây là kết quả của một nghiên cứu của Kato và cộng sự được công bố năm 2010. Tiếp đến là điểm những cái nghiên cứu kết quả của thuốc kháng sơ trong cải thiện cái thời gian sống thêm, và đây là những cái mục tiêu để đưa ra đến cái yêu cầu đạt tiêu chuẩn của cái thuốc kháng sơ trong cái phác đồ điều trị sơ phổi. Thì trên slide là kết quả trình bày ngắn gọn của ba nghiên cứu so sánh với cái việc là hiệu quả sống thêm của hai nhóm thuốc kháng sơ hiện tại, đấy là nhóm piperidone và nintedanib. Thì chúng ta cũng thấy rằng là các nghiên cứu cũng cho thấy rằng là với cái việc điều trị thuốc kháng sơ thì làm tăng cái khả năng sống còn. Và trong ba nghiên cứu thì có một nghiên cứu với cái số lượng bệnh nhân cũng một nhóm mà piperidone thì là 821 bệnh nhân, nintedanib là 637 bệnh nhân. Thì trong cái nghiên cứu này thì thấy rằng là cái nhóm dùng nintedanib thì thấy là cái thời gian sống thêm thì nó dài hơn so với cả cái nhóm còn lại. Và với cái có cái ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì với cái hai nghiên cứu còn lại thì cũng thấy là không có cái sự khác biệt. Thì chắc chắn là để đánh giá cái nghiên cứu đối đầu thì chúng ta cần phải có cái nhiều nghiên cứu hơn. Một cái nghiên cứu trên 164 bệnh nhân sơ phổi điều trị bằng thuốc kháng sơ giúp kéo dài thời gian sống còn. Và với những cái bệnh nhân mà khi mà dùng thuốc kháng sơ thì có cái tỷ lệ bệnh nhân ngưng trị sau 18 tháng ở cái nhóm mà nintedanib thì thấp hơn so với piperidone. Thì đây là cái mà những cái nghiên cứu đời thực để nó đưa ra cho thấy rằng là khi mà chúng ta tuân thủ cái điều trị thì trong cái nhóm thuốc nào thì dễ tuân thủ hơn và sẽ giúp cho trên thực hành lâm sàng cho các bác sĩ lựa chọn. Điều trị thuốc kháng sơ thì cũng đã được chứng tỏ rằng là nó cải thiện được cái thời gian sống thêm bất kể mức độ nặng của bệnh, tức là với bất kỳ cái thời điểm nào của bệnh thì với cái khởi trị cái phác đồ thuốc kháng sơ thì đều có tác dụng với cả thuốc và giúp cho bệnh nhân. Thế thì khởi trị càng sớm càng tốt thì nó sẽ giúp cho cái việc là bệnh chậm phát triển, nhưng mà với tất cả các mức độ điều trị thì chúng ta cũng thấy rằng là nó đều đạt cái hiệu quả. Nghiên cứu EFE và cộng sự trên tổng số một cái nghiên cứu tổng quan trên 768 bệnh nhân mắc sơ phổi ở Úc, một nghiên cứu hồi cứu thì chúng ta cũng đã đưa ra rằng là những cái bệnh nhân mà điều trị thuốc kháng sơ thì đã cải thiện khả năng sống còn so với bệnh nhân không được điều trị ở bất kỳ cái mức độ nghiêm trọng nào. Thế tuy nhiên thì trên thực tế thì với cái việc mà dùng thuốc kháng sơ và hiện tại ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng là nó có một cái rào cản, đấy là bảo hiểm người ta chưa chi trả và cái tiền thuốc thì nó còn rất là đắt. Cho nên là với cái hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa thì với cái chỉ định của bệnh nhân, mặc dù có những cái bệnh nhân mức độ nhẹ, có những cái bệnh nhân mức độ nặng, nhưng mà bao giờ cũng hỏi xem là bệnh nhân có điều kiện hay không, vì là cái sự chi trả là một trong những cái rào cản rất là lớn đối với cả Việt Nam chúng ta bây giờ hiện tại. Và hy vọng là trong thời gian tới thì nếu mà được phê duyệt của bảo hiểm y tế, hoặc là bảo hiểm y tế chi trả một phần, hoặc là cái giá thuốc nó được điều chỉnh, thì
bệnh nhân mới dễ dàng tiếp cận được. Và kết quả của thuốc kháng sơ ở những cái bệnh nhân mà sơ phổi vô căn nặng thì cũng đã được các nghiên cứu đưa đến đấy ra là giúp cho cái việc là khi mà được điều trị thì cũng thấy là nó cải thiện về cái chỉ số FEV1. Đây là một cái nghiên cứu ở Hàn Quốc trên 108 bệnh nhân, và đây người ta so sánh cái việc là chậm tiến triển ở hai nhóm, một bệnh nhân mà có chức năng hô hấp với cái biểu hiện là FVC dưới 50%, DNCO dưới 30% so với giá trị dự đoán, thì người ta thấy rằng là tốc độ cũng tương tự, tức là khi mà dùng thuốc chống sơ thì cái tốc độ suy giảm của chức năng hô hấp biểu hiện bằng FVC, DNCO thì nó cũng tương tự đối với cả cái nhóm nhẹ cũng như là nặng. Thì đây là cái bằng chứng để chúng ta khẳng định là gì? Tự tin trong cái việc mà bắt đầu khởi trị thuốc kháng sơ cả giai đoạn nhẹ cũng như là giai đoạn nặng. Một nghiên cứu đời thực ở Nhật Bản, 45 bệnh nhân cũng đề cập đến vấn đề là thuốc kháng sơ sẽ giúp chậm tiến triển ở sơ phổi vô căn cả ở giai đoạn nặng. Thì ở đây nó sẽ biểu hiện đấy là gì? Cái mức độ thay đổi FVC ban đầu cũng như là tốc độ thay đổi thì nó cũng tương tự ở cả hai nhóm, với FVC trên 50% và FVC dưới 50%. Còn nữa đấy là gì, cái đối với bệnh nhân sơ phổi thì cái biện pháp ghép phổi là cái biện pháp cuối cùng và giúp cho bệnh nhân, thì thuốc kháng sơ cũng đã được các nghiên cứu khẳng định, đây là một cái nghiên cứu được thực hiện tại Ý, cho thấy rằng là khi mà sử dụng cái thuốc kháng sơ thì không làm tăng cái nguy cơ khi mà phẫu thuật, đấy là chảy máu cũng như là các biến chứng trong và sau khi ghép phổi, và nó còn giúp cho hiệu quả làm chậm cái tốc độ suy giảm phổi và nó giúp cho cái tỷ lệ thành công hơn. Thế thì đây là một trong những cái gọi là phác đồ để làm một cái cầu, tức là đứng để đợi để cho những cái bệnh nhân mà người ta có cơ hội để ghép phổi. Về các dữ liệu an toàn thì nghiên cứu đời thực của thuốc kháng sơ cũng đã cho thấy với cái việc là các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thì thấy rằng là tác dụng phụ nhiều nhất, tác dụng phụ chính và một trong những cái mà bệnh nhân thường gặp đấy là ỉa chảy, thì qua nghiên cứu của Imbu thì thấy là 45% cái bệnh nhân là có cái rối loạn về tiêu hóa, rồi các biểu hiện rối loạn khác như nôn, buồn nôn, mệt mỏi, giảm cân, rồi cái tỷ lệ rất thấp bệnh nhân có thể có xuất huyết tiêu hóa hoặc là rối loạn về thân nhiệt. Thì với các nghiên cứu đời thực thì khi mà so sánh thì thấy rằng là cái tỷ lệ cái triệu chứng tiêu chảy là cái triệu chứng mà thường gặp nhất của khi mà điều trị thuốc kháng sơ nhóm nintedanib thì thấp hơn cái dữ liệu đời thực so với thử nghiệm lâm sàng. Thì cái này thì cũng là một cái bằng chứng để chúng ta thấy rằng là mặc dù có cái tác dụng phụ nhưng mà nếu mà bệnh nhân dùng hoặc là mình có cái điều trị kèm theo dung nạp được thì bệnh nhân vẫn theo dõi được. Rồi các dữ liệu an toàn của thuốc kháng sơ trong các nghiên cứu đời thực thì là nhất quán với các thử nghiệm lâm sàng, tức là khi mà mình đối chiếu thì thấy rằng là nó cũng không có cái sự khác biệt giữa cái thử nghiệm lâm sàng cũng như là nghiên cứu đời thực và với cái quần thể bệnh nhân khác, rồi thì quần thể bệnh nhân lớn hơn và nhiều bệnh hơn, nặng hơn, theo dõi dài hơn thì cũng thấy là có cái sự nhất quán. Và với cái kết quả về hiệu quả cũng như tính an toàn của thuốc kháng sơ trong các nghiên cứu lâm sàng được hỗ trợ bởi cái dữ liệu đời thực thì cũng cho thấy rằng là thuốc kháng sơ là một cái phương pháp điều trị tồn tại trong thời gian dài cho bệnh nhân sơ phổi, và nó đã được chấp thuận bởi rất nhiều các hiệp hội ở các nước, và cái dữ liệu đời thực thì hỗ trợ cho đánh giá cái hiệu quả cũng như là cái tính an toàn của thuốc kháng sơ ở cái những cái bệnh nhân sơ phổi. Đấy là dung nạp tốt với hồ sơ an toàn chấp nhận được, hồ sơ an toàn khả năng dung nạp nhất quán với các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, rồi nhãn sản phẩm tác dụng không mong muốn thường có thể quản lý được mà không cần phải ngưng điều trị, và cuối cùng đấy là kết quả hiệu quả nhất quán với các thử nghiệm lâm sàng. Và trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của em về tổng quan về chẩn đoán điều trị sơ phổi vô căn cũng như là điểm rất là nhanh những cái nghiên cứu đời thực mà chắc chắn các bác sĩ lâm sàng của chúng ta khi mà chúng ta thực hành trên bệnh nhân thì thường xuyên chúng ta phải đọc để chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm để mình quyết định, và đặc biệt nữa là đối với cả cái nhóm bệnh hiếm mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì những cái nghiên cứu về đời thực là rất quan trọng. Và em có một số cái kết luận trong bài trình bày của mình. Một là sơ phổi vô căn là một cái bệnh tiến triển, nó rất là đa dạng và cái kết cục tử vong là rất khó tránh khỏi. Điều trị sớm và sơ phổi bằng thuốc kháng sơ ngay khi chẩn đoán được khuyến cáo thì nó là một cái điều mà rất là cần thiết. Tuy nhiên thì hiện tại thì nó không đạt được như là mong muốn vì có rất là nhiều cái rào cản. Và điều trị bằng thuốc kháng sơ thì sớm thì là rất là quan trọng để giúp bảo tồn cái chức năng phổi, cải thiện cái chất lượng cuộc sống bệnh nhân và giảm nguy cơ những cái đợt cấp, là một trong những nguyên nhân mà tiến tới tử vong của bệnh nhân.
liệu pháp kháng sơ thì nên được bắt đầu tất cả các bệnh nhân sơ phổi. Nghe cái câu này thì rất là thuyết phục, tuy nhiên trên thực tế thì một cái câu mà các bác sĩ lâm sàng chúng em bao giờ hỏi là bệnh nhân có điều kiện hay không, và cũng hy vọng rằng là trong thời gian tới thì rất nhiều bệnh nhân của chúng ta có thể tiếp cận được điều trị, chứ không thì không có cái kết cục tốt được. Không thể, vì là không thể dự đoán được tiến trình của bệnh ở trên từng bệnh nhân về chẩn đoán tiên lượng chung cũng như là cái kết cục tử vong. Và trên đây là toàn bộ phần bài trình bày của em xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp.